Xin kính chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với channel của Phương Vũ. Trong những ngày qua thì cái khu vực Orange County và đặc biệt là những thành phố như Westminster, Garden Grove, Huntington Beach, Fountain Valley thì nó không có gì thay đổi ha. Lượng nhà bán ra rất là ít và cái giá nhà nó tăng lên khá là nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên có một số nhà lên thị trường thì nó cũng rất là hot. Cô chú anh chị có thể để ý đến một cái căn nhà tại thành phố Westminster. Căn nhà này đất á, là cái lot size của nó rộng tới 8.000 square feet. Giá rao bán là nó dưới giá thị trường 200.000 ha. Thì trong cái một săn nhà hot deal trong ngày hôm nay, Phương xin giới thiệu đến cô chú anh chị một căn nhà tại thành phố Westminster. Căn nhà này được rao bán là 975.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.300 square feet, lot size là 8.000. Thì Phương sẽ đi một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài đưa đến cái nhận xét và cái chi tiết về căn nhà này đến cho quý vị. Thì trước giờ đó những cái nhà Westminster thì rất ít cái nhà nào nó có đất rộng lên tới 7-8.000 square feet, nhưng mà cái nhà này thì Phương thấy nó rất là có nhiều potential. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây để Phương sẽ nói đến cái bên ngoài bên trong căn nhà này. Ok mọi người, thì đây là phía trước cái căn nhà này ha. Mọi người thấy là một cái căn nhà rất là dễ thương, nằm trong một khu vực rất tốt của thành phố Westminster. Thì nó nằm ở trên đường Bolsa Chica đó, thì nó cũng nằm ở phía tây của Westminster, nhưng mà nó giáp với những cái khu vực rất tốt như là thành phố Huntington Beach, West Garden Grove, Rossmoor, Los Alamitos, Seal Beach, Raffi Way rất là gần ha. Raffi Way chừng có 5 phút là tới thôi. Đó. Rồi từ đây mình chạy một đường thẳng từ cái đường Westminster về tới Lido Sài Gòn chừng tầm 10 cho đến 15 phút à, không quá xa. Nhưng mà cái ở cái khu này á, Phương rất là thích một cái là nó khá cách tách biệt ra với những cái bên trong trung tâm của Lido Sài Gòn. Phương thì Phương không có thích giống như là ở mà trong cái khu vực mà nó quá trong đó thì mình không có nói là nó đông đúc quá đi không. Phương thì Phương thích nó ra đây một tí không. Cái khu vực mà neighborhood là khỏi chơi luôn, rất là sạch sẽ, đường xá rất là vắng vẻ ha, không có nhiều xe đậu, parking đậu thoải mái đó. Khu này là khu vực cũng rất là an ninh và trường học là cũng đều là tốt hết. Cái khu vực trường học của ở đây đó là nó thuộc về cái khu vực Huntington Beach Union 2, thành ra là tất cả những cái trường đây là nó nằm trong cái hệ thống này là rất là good luôn. Và bản thân căn nhà này họ đã remodel lại hoàn chỉnh bên trong và bên ngoài, và họ làm cũng rất là kỹ lưỡng, thì thành ra mình thấy cái giá trị của căn nhà này nó có thể lên khá nhiều. Với cái giá mà list 975 á, thì mình thấy rằng cái com của khu vực này nó tầm khoảng hơn, ít nhất là cũng phải hơn 1,1 triệu. Và với cái giá và với những cái upgrade mà họ có bên trong á, thì mình thấy là nó sẽ lên tới tầm 1,2 triệu. Thì đó là tại sao mà Phương nói là nó dưới giá thị trường cỡ 200.000 ha. Tại vì bản thân căn nhà này nó cũng là nó gần 1.300 square feet rồi, và cái lot size nó rất là bự nữa ha. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong nha mọi người ha. Như mọi người đã thấy đó là bên trong đó là khi mà cái cửa mình đi vào đó, kế bên là cái dining room và cái kitchen, và toàn bộ bên kia là cái khu vực living room. Kitchen đó, họ làm lại rất là nhiều ha, họ remodel lại hoàn chỉnh. Kitchen cabinet, kitchen countertop nhìn rất là đẹp ha. Những cái tủ bếp này nọ, mình thấy họ làm cái màu rất là đẹp, rất là sang. Mình rất thích cái màu như thế này. Tuy là họ không có làm đồ giống như là đồ high end, nhưng mà mình thấy họ làm đâu ra đó rất là tươm tất ha. Và cái bảng cái vị trí của cái kitchen nó nằm cũng rất là thoáng nữa, nó nằm cũng riêng biệt ra ngay một góc, và nó giống như là nó không có bó lại ha. Nó cũng rất là open ra, thành ra là cái nhà này nó tạo cho cái cảm giác là vô rất là thoáng, sáng sủa và sạch sẽ ha. Cái living room là kế bên cái sliding door, một cái sliding door bự ha. Rồi mình có thể là mình đi ra, mình ra ngoài bên đây luôn. Cái thành ra là cái nhà này là bố cục nó cũng rất là ok, là nó ngăn, nó cũng không có ngăn hết không, nó cũng open space ra để cho cái nhà này nó thoáng ra đó. Và bây giờ Phương đi đến những cái phần còn lại của căn nhà, thì như mọi người thấy đó là floor rồi họ cũng thay mới rồi nè, sơn sửa lại cũng rất là ok ha. Phòng ốc này nọ họ cũng làm lại rất là hoàn chỉnh, sơn lại màu rất là tối giản và rất là thanh lịch ha, rất là đẹp. Mình cũng thích cái màu như thế này. Một á, bên trong nhà là một là mình sơn một màu trắng, hai là những cái màu cho nó sáng cái nhà lên ha. Bên ngoài thì mình sơn màu tối cũng được, nhưng mà bên trong nhà mình phải sơn những cái màu sáng để cho nó làm cái sáng cái căn nhà ra đó. Và sàn họ cũng thay nè đó. Và bên trong cái nhà tắm đó là họ lót gạch luôn rồi, không rất là đẹp đó. Và bên này mọi người thấy đó là nhà tắm này nọ thì là rất là mới ha. Rồi và bây giờ là cái nhà này vô là mình không có cần phải sửa chữa gì hết. Và Phương thấy là bên ngoài bên trong không có những cái major gì hết, không đó, không có problem gì nặng, chỉ là vô mình có thể touch up là một vài thứ lặt vặt thôi đó. Thì đương nhiên nhà cũ của Cali thì lúc nào nó cũng bị như vậy, nhưng mà mình phải nhìn vào những cái potential khác, những cái điểm mạnh khác của căn nhà, không đó. Căn nhà này bố cục rất là good nè, phòng nào này nó phòng nào phòng nọ là cũng có 2-3 cái cửa sổ ha. Phòng này ví dụ như phòng này có một cửa sổ rồi có thêm một cái sliding door nữa ra phía sau, rất là sáng. Có những phòng vô á, có một cái cửa sổ ở trên vậy à, thành ra nó rất là tối ha. Và cái nhà này cái sườn nó rất là chắc chắn, thì bởi vì Phương thấy là cái giá mà họ rao là khá là ở dưới giá thị trường ha, dưới giá thị trường khá nhiều đó. Như cái phòng master này mọi người thấy là có 2-3 cái cửa sổ ở đây rất là thoáng ha. Đó. Cái cửa trên này mình có thể mở ra được là nhìn rất là sáng sủa. Và nhà này họ có central heat rồi central AC luôn. Đó, thành ra nó có đầy đủ hết. Mình không có chê gì đâu được, không? Và đây là cái khu vực nhà tắm ha. Cái nhà tắm thứ hai cho cái master bedroom. Rồi. Thì trên cái giá thị trường đó, thì mình thấy là nó dưới 200.000, nhưng mà để mà mình trả một cái giá hợp lý đó thì Phương nghĩ mình trả vòng cỡ 1,1 triệu. Và cái lý do mà Phương nói nên chỉ trả 1,1 triệu thôi đó thì mình nên start với cái số mình cho là hợp lý đi đó. Rồi từ từ nếu như mà bên seller họ count nào lại thì lúc đó mình trả lên từ từ cũng được, chứ không phải đụng cái mình trả lên tới 1,2 triệu, giống như ví dụ như mình nghĩ cái giá thị trường nó 1,2 triệu, mình đùng cái mình trả giá 1,2 triệu không? Unless mình rất muốn cái nhà đó, mình thấy có rất là nhiều buyer thì đó có thể là họ quá cần nhà, họ muốn cái nhà đó thì họ làm lên liền luôn ha. Rồi thì đây là cái khu vực phía sau, cái sau vườn là mọi người thấy đó là rất là bự ha. Mình bỏ cái patio đi là mình sẽ làm được một cái ADU riêng biệt 1.000 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, là cái tăng cái giá trị nhà mình lên rất là nhiều, nó thành một cái duplex và mình có thể cho mướn để mình offset cái mortgage luôn đó. Thì đây là những cái lợi điểm của căn nhà này ha, là good location, đất rộng, nhà đẹp ha, bố cục rõ ràng, mình thấy rất là ok đó. Cái điểm yếu căn nhà này thì mình thấy không có quá nhiều điểm yếu, nãy giờ mình không có thấy điểm yếu là gì hết trơn á, không chỉ con cái là có thể là nó quá cao, cái giá đi theo cái giá thị trường thì nó quá cao vào thời điểm hiện tại thôi, nhưng mà cái đó là chịu, đó là tình hình chung ha. Rồi mình xin dừng cái video ở đây. Nếu những ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video, và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779. Bye bye.